Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị cùng toàn thể anh chị em yêu cây trên toàn quốc. Ngày mới Thanh Phú kính chúc quý vị cùng toàn thể anh chị em được nhiều sức khỏe. Và tiếp tục cuốn video mới ngày hôm nay, Thanh Phú xin mời quý vị cùng toàn thể anh chị em đến xem ngắm một nhà vườn. Địa chỉ là Tuy Phước, Bình Định. Và đây là vườn cây của người em, còn có tên là Nhơn. Thì trước màn hình, quý vị cùng anh chị em Thanh Phú sẽ chia sẻ và chi tiết một vài tác phẩm rất là có giá trị tại khu vườn của em. Đầu tiên thì Thanh Phú dạo vòng quanh khu vườn có những tác phẩm đẹp. Mời quý vị cùng anh chị em mình cùng chiêm ngắm. Khu vườn của em Nhân, Thanh Phú thấy là toàn những tác phẩm cây đại không quý vị, cũng có một số cây tầm trung và cũng có vài chủng loại cây. Và em cũng có sở hữu một số tác phẩm cây xanh. Những tác phẩm xanh rất là to, thuộc hàng kích cỡ. Ra xa phía trước có một tác phẩm xanh cực kỳ đẹp. Phía bên đó nó cũng hơi bị ngược ánh sáng quý vị, nên Thành Phú cũng đến gần sợ nó chói quý vị không thấy được rõ, nên chỉ tổng bóng quý vị xem. Đó là một tác phẩm phải nói là em cũng rất là tâm đắc. Thành phố đi một vòng, quý vị cùng chiêm ngắm. Và cuốn video mới ngày hôm nay, chủ yếu Thành phố chia sẻ gửi đến quý vị có một tác phẩm phải nói là Thành phố chưa bao giờ từng gặp. Tất cả các nhà vườn Thành phố đều đi quay đi chia sẻ. Tác
Tác phẩm Hải Châu cũng cực kỳ to. Xa xa một tác phẩm xanh cũng rất là đẹp. Và xa xa thì Thanh Phú thấy em có một củ dúi. Thì củ dúi này Thanh Phú sẽ hứa hẹn lại quý vị một cuốn video kế tiếp. Thanh Phú sẽ chia sẻ cái củ dúi này quý vị cùng chiêm ngắm. Thì cuốn video mới ngày hôm nay Thành Phú muốn chia sẻ, muốn gửi đến quý vị là một cụ linh sam rất là đặc biệt. Một cụ linh sam này phải nói là có một không hai quý vị. Điều đặc biệt hơn là cụ sống nhờ bằng nước, sống ký trên một hòn đá thấm thủy cũng khá nhiều năm. Tuổi đời thì không thể nào tính nổi. Cụ buông rễ xuống sống bằng nước quý vị. Nghe nói linh sam mà sống nước thì chắc có lẽ quý vị anh chị em mình cũng chưa bao giờ nghe qua. Thì hôm nay Thanh Phú mời quý vị chiêm ngắm. Đầu tiên thì Thanh Phú mời quý vị cùng chiêm ngắm cái phần đáy gốc. Thật là kinh khủng, một cụ linh sam. Rồi, tiếp theo Thanh Phú xin mời quý vị cùng anh chị em mình xem cái phần bên trên. Dàn Tây Tạng thân cốt. Đứng trước cụ là Thanh Phú thấy chóng mặt cái dàn tay, dàn xương của gì. Nó là kinh khủng.
kinh khủng. Phải nói là một hàng còn trên cả đẳng cấp thôi quý vị. Và khu vườn của em thì cũng không riêng về tác phẩm Linh Sam này, còn khá khá nhiều nhiều tác phẩm khác mang chủng loại khác. Có nhiều tác phẩm cũng là hàng cực hiếm. Thôi thì cuốn video này Thanh Phú chia sẻ gửi đến quý vị vài tác phẩm để xem ngắm, để biết qua. Thứ nhất là khu vườn của em và những tác phẩm. Cụ Linh Sam này thì thật sự là một cái đại nhân duyên lớn đến với tất cả anh em cùng đam mê sở thích. Thì em cũng có nhường lại, nhưng mà vì cũng tâm huyết thật sự, người nào yêu mến thật sự có thể là yêu thích, cũng thể nói là hơn cả em, thì chắc cũng em cũng có nhường lại. Rồi, Thanh Phú tạm dừng cụ Linh Sam vì qua chia sẻ nãy giờ, sang có vài tác phẩm khác, mời quý vị cùng anh chị em mình theo chân Thanh Phú xem ngắm những tác phẩm đẹp. Những tác phẩm xanh
và em có một tác phẩm Lộc Vân. Em vừa xuống lá. Rồi, thành phố sẽ đến gần. Mời quý vị chiêm ngắm. Đây là cái phần đầu cắt, quý vị thấy nó bo liền. Đây là tuổi đời thì không thể nào tính cái độ mà bo liền cái vết cắt đó quý vị, thật kinh khủng. Thì tác phẩm này gọi là phu tử hay mẫu tử gì cũng được quý vị. Cái tử này rất là duyên dáng và đẹp. Quý vị xem những cái cốt tay mà nó cù gắt lại, nó to, thì tuổi đời không thể nhỏ. Nếu quý vị cùng anh em mình đam mê chơi cây mà nuôi một cái tay mà đi cù cắt giật to mà nục lại như vậy thì quý vị cùng anh chị em mình cũng biết là cái thời gian nó bao lâu. Rồi, qua chia sẻ vài tác phẩm tại khu vườn của em Nhơn, Tuy Phước, Bình Định. Thì thời lượng thì cũng không cho phép dài, nên thành phố xin phép dừng lại. Thì trước khi dừng cuốn video, thành phố sẽ đi dạo lại một vòng. Mời quý vị cùng anh chị em mình cùng xem ngắm. Rồi, thành phố xin nói thêm, nếu cuốn video này thành phố chia sẻ vài tác phẩm tại vườn của em Nhơn, quý vị hãy chia sẻ, đăng ký kênh và bấm một like cho một tác phẩm cụ Linh Sam, để cho bạn bè mọi người mọi miền đều biết. Rồi, một lần nữa thành phố trân trọng, cảm ơn chân thành gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em rất nhiều. Và hẹn lại những cuốn video kế tiếp. Rồi, thành phố xin chào quý vị.